Đang sang về phần về hàm. Hàm. Trong JavaScript chúng ta học hàm rồi đúng không? Hàm là gì? Hàm dùng để làm gì? Hàm số. Hành động đấy chỉ trong đối tượng với thánh ạ. Trong trong đối tượng thì chúng ta gọi nó là hành động. Thế còn ở PHP thường thì hàm nó là gì? Huy hàm. Hiểu là biết thế. Nam. Đây toàn là kiến thức cũ nha. Cứ hỏi một thằng không biết là 5.000. Văn. Thằng Tú đi đâu ấy? Trốn à? Nào. Nếu không trả về có được không? Đấy. Thế là ông nói liên thuyên à? Nào, phát biểu cụ thể lại xem nào. Cái gì đây? Nói to lên nào. Đàn ông đàn nam mà ú ao ớ. Đầu thế, không biết à? Rồi, đi thu tiền đi Dương. Đấy, ba thằng ấy. Hàm là một tập hợp các câu lệnh. Được chưa? Thực hiện một công việc nào đó và chúng ta đặt tên cho nó để lần sau chúng ta gọi lại cho nó tiện. Có vậy thôi. Còn return hay không return đấy là việc của chúng ta, chẳng liên quan gì cả. Ví dụ chúng ta có cái hàm là ui, chân ngoại. Ví dụ chúng ta có cái hàm như sau: function log erode, đúng không? Function log erode, ở trong này chúng ta thực hiện cái việc là echo ra ahihi lỗi rồi chẳng hạn. Như này chẳng hạn. Dạ. Thì đây gọi là cái hành động là gì? Hành động gì đây? Tú. Hành động gì đây? Cả cái đoạn tôi bôi đen cơ mà. Hành động gì? Ô hay. Giờ vứt hết đi rồi. Làm sao đây là hành động gì? Huy. Nó trông mạch mặt mày nó cứ khổ khổ vậy Huy. Hành động này gọi là hành động định nghĩa hàm. Tại sao đến bây giờ vẫn không biết? Hả? Muốn gọi một hàm được thì phải định nghĩa nó ra chứ không làm sao mà gọi được. Muốn đặt được cho con một cái tên thì phải đi viết giấy khai sinh thì người ta mới công nhận là con không có tên. Thì đây là cái việc viết giấy khai sinh này, được chưa? Năm thằng nha, tí thằng Du Thương mà thu thiếu thằng nào liệu hồn, được chưa? Thì khi mà chúng ta định nghĩa ra cái hàm như thế này thì chúng ta khi mà chạy nó chúng ta sẽ chẳng hiển thị cái gì cả. Localhost sược K31 B1 sược L45 không chạy cái gì cả đúng không? Mặc dù chúng ta echo ahihi lỗi rồi chẳng hạn, nó chẳng chạy cái gì cả. Tuy nhiên là sao? Nếu mà chúng ta thực hiện gọi hàm, tức là thực thi cái hàm này thì những cái code nằm ở trong cái hàm này nó mới chạy. Thì chúng ta gọi nó như sau: log error log chấm phẩy. Như này gọi là thực thi cái hàm này thì bây giờ nó mới chạy và hiển thị ra kết quả nằm ở trong đấy. Chứ còn nếu mà không thực thi thì hàm mãi mãi vẫn chỉ nằm im một chỗ thôi, không chạy được.
Rồi mỗi người tự viết cho tôi một cái hàm. Khẩn chưa? Mỗi người tự viết cho tôi một cái hàm, nhanh lên. Không nhờ Dương đọc cho tôi cái hàm của ông nào. Function Bách Dương mở ngoặc rồi Echo. Sao lại copy y nguyên của tôi ạ? Rồi tiếp đi. Rồi sao á? Gọi Bách Dương như này. Đó, xong. Đây gọi có thể gọi là một gọi một hàm và định nghĩa một hàm. Vậy thôi. Được chưa? Đây là cái cách dễ nào tập trung vào đây. Nãy giờ chúng ta đang làm cái việc là định nghĩa hàm và gọi hàm, hay còn gọi là thực thi hàm. Được chưa? Thế vậy vì sao người ta sinh ra hàm? Những cái đoạn câu lệnh nó thực hiện chung một mục đích, mà trong cái việc lập trình của chúng ta nó có khả năng phải là thực hiện lại ít nhất là 2 lần, thì chúng ta nên tạo ra một hàm và để người ta gọi cho nó nhanh hơn. Ví dụ tôi có một đoạn như sau, tôi comment này vào nhé. Ví dụ chúng ta có cái hàm là tìm số lớn nhất chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có cái biến A bằng random từ 3 cho đến từ 0 cho đến 100. Đây là cái hàm random trong PHP nhé. Được chưa? BC. Chúng ta luôn luôn có 3 số này. Tôi đã không biết 3 số này là bao nhiêu. Tôi thực hiện random 2 lần. Thì tôi tiến hành là $max bằng $A. Xong rồi if $max nhỏ hơn hoặc bằng $B thì thực hiện là $max bằng $B, đúng không? Rồi if $max nhỏ hơn hoặc bằng $C thì max bằng $C. Sau đó echo ra đây là số lớn nhất trong 3 số
đóng mở ngoặc đô la A phẩy đô la B phẩy đô la C là đô la max. Như này đúng không? Sau đó tôi lại thực hiện cái việc này lặp đi lặp lại một lần nữa. Nhưng tôi chỉ thay thế một điều duy nhất ở đây. Đó là tôi thay thế bằng cái đây là D D đây là GVK đi. GVK được chưa? Thì ở đây chúng ta lại đổi thành G Q và K. Được chưa? Thì ở đây chúng ta thay thế là bằng G này, Q này, K này. Vẫn là max. Đúng không? Nếu mà chúng ta chạy cái câu này 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 thì chúng ta thêm cái BR vào đây thì nó xuống dòng. Ôi giời ơi. Dòng 20 ở đây này thiếu chấm phẩy. Rồi. Đúng không? Tôi random. Được chưa? Nó luôn luôn chạy trong khoảng từ 1 đến 1 từ 1 đến 100. Thì ở đây chúng ta có gì? Hả? À, 70 lớn nhất à? Chứ tỏ là tôi sai đúng không? Max bằng A. À đúng rồi. Thiệt nhầm. Đúng không? Giờ thì đúng rồi, tôi viết nhầm. Được chưa? Thế nếu các bạn nhìn thấy ở đây là tôi thực hiện một cái việc này đến mấy lần? Hai lần. Và thậm chí nó có thể xảy ra lần 3, lần 4 đúng không? Nhưng mà nếu mà cứ mỗi một lần như này thì thứ nhất các bạn để ý này, cái việc này sinh ra random này. Được chưa? Và ở đây tôi lại thực hiện 3, 4 cái dòng này. Cứ mỗi một lần lặp lại tôi lại thêm 4 dòng nữa. Thì file chúng ta rất là dài đúng không? Thì tại sao tôi không sinh ra kiểu như thế này? Một cái function finding maximum nhận tham số A, tham số B và tham số C. Trong này tôi thực hiện cái việc tôi viết ở ngoài kia. Đây, max bằng A, số lớn nhất. Đúng không? Và thực hiện gọi cái này thì sao? Tôi thậm chí là còn tiết kiệm được cả ba cái dòng này, tôi chuyển thành một dòng cơ. Đây là finding maximum random 0, 1, 100. Tôi lặp đi lặp lại cái việc này 3 lần. Đúng không? Chỉ còn một dòng thôi. Thằng ở dưới cũng vậy. Đúng không? Bây giờ chúng ta đang từ đây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dòng nhân 2 là bao nhiêu? 14 đúng không? Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu dòng? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng nhá? Và cái việc này mỗi một lần lặp đi lặp lại cái kia chúng ta chỉ thêm một lần thôi. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta có 8 dòng. Giả được 2 lần là một nửa. 3 lần là 8. 21 chia cho 8 bằng bao nhiêu? Gần 3 lần. Đúng không? Càng lặp đi lặp lại nhiều thì số lượng code của chúng ta càng ngắn. Đúng không? Bây giờ chúng ta chạy. Kết quả như nhau đúng không? Được chưa? Thế vậy thì hàm đấy làm sao? Giúp chúng ta viết code ngắn gọn hơn và nó có khả năng gọi là reuse, sử dụng lại nhiều lần tùy theo mục đích. Được chưa? Ở đây thì ngoài cái việc là random này ra, tôi thích cho tôi điền số 1 vào đây. Thằng này là số 5 chẳng hạn. 5. Thằng này là số trừ 2. Chẳng sao cả. Đúng không? Thằng 5 vẫn là thằng lớn nhất thôi. Xong chưa? Đấy là cái ý nghĩa và tác dụng của hàm và định nghĩa về nó. Xong chưa? Bây giờ mỗi người tự nghĩ cho tôi một cái hàm tiện ích. Đấy chưa? Hàm tiện ích. Có thể là làm cái gì đấy với chuỗi này, làm cái gì đấy với mảng này, làm một cái gì đấy với các con số. Tự nghĩ ra thôi, định nghĩa ra một cái hàm và tí nữa tôi kiểm tra luôn và ngay. Được chưa? Cho các bạn 10 phút. Ví dụ
tìm phần tử lớn nhất trong mảng này, đúng không? Đảo lại phần tử trong mảng này, đảo ngược lại các phần tử trong mảng này. Thiếu gì? Nếu như là gì đi ra đi vào suốt vậy? Dinh ai à? Không. Tào Tháo tuổi. Làm gì? Tào Tháo tuổi nó cho phép ông mình vậy. Không được. Tự nghĩ ra viết cho mình một cái hàng. Là trừ trừ rồi đi nó để ra nhé, ra không số không cậu không gì mà không kịp không
Xong chưa? Không nhớ Cương à, mà bao giờ cái hàng ngoại à? Dạ vâng, gì đọc đi, bây giờ rồi cái gì mang lên à, vì sao thành gì đấy? Mảng đâu, không có chuyên mảng ở đây đâu. Thì đấy, x a bằng b eco. Ôi giời ơi, ông random 1/100 ấy hả? Ừ. Sao xem lặp lại mấy lần là như nào? Đây là một phần tử ở đây trong mảng trong. Kiểm tra xem là phần tử trong được lặp lại trong mảng mấy lần đúng không? Đây có phải là mảng không? Không có truyền vào mảng đâu. Truyền vào mảng nó mới lặp lại được chứ. Không có đau đâu mà lặp lại. Sao? Ừ, ý tưởng tốt. Nhưng mà làm thì sai rồi. Nào. Các bạn để ý này. Bây giờ giải quyết vấn đề của Cương. Tôi sẽ không code đâu, phần này các bạn tự nghĩ cách viết cho mình làm sao chạy được chạy. Cương tập trung vào đây, ví dụ như đầu tiên Cương có một cái biến là ARR đúng không? Được chưa? Cái ARR này sẽ là một cái mảng như thế này. Được chưa? Được chưa? Ok, em có thể là để mảng rỗng. Tùy, để mảng rỗng. Sau đó em thực hiện một vòng for. Được chưa? For từ 0 cho đến 20 chẳng hạn, ví dụ thế. Đây là vòng for gì thì for. Sau đó em có thể là viết là đô la ARR như này bằng random từ 0 cho đến 100. Như này viết là như nào?
Đầu tiên chúng ta có ARR bằng rỗng đúng không? Khi mà chúng ta biết ARR đóng ở ngoặc như này bằng một con một bằng một cái giá trị thì nó sẽ tự động ép cái phần tử này vào thành phần tử cuối cùng của mạng. Thử nhá. Trông mặt ngu lắm. Đây. Ví dụ chúng ta có một cái biến là ARR bằng rỗng này. Thấy chưa? Chúng ta có ARR đô la ARR đóng mở ngoặc bằng RAN 1,100. Ví dụ như này. Sau đó chúng ta VADAM ra. Để hiển thị giá trị của mạng thì chúng ta chỉ có VADAM thôi đúng không? Đây đúng không? Không phải đài. Có gì sau là mới đài. Nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Tôi thêm một cái nữa. Đúng không? Tự động nó add thêm những cái thằng đằng sau này trở thành phần tử nằm trong cái mạng đấy. Được chưa? Còn add vào vòng for như nào đấy là việc của các bạn. Thì chúng ta ví dụ chúng ta cứ cho là vòng for này chạy từ 1 cho đến 100 đấy. Add vào trong mạng 100 con số. Được chưa? Sau đấy chúng ta sẽ phải có một cái hàm là function check trùng. Và chúng ta phải truyền cái mạng này vào. Hiểu chưa? Truyền cái mảng này vào. Được chưa? Sau ở trong này chúng ta mới xử lý thực hiện cái thuật toán là xử lý cái việc là biến nào cái giá trị nào trùng và trùng bao nhiêu lần. Nghĩ làm ý tưởng của Cương rất là hay. Làm đi. Làm luôn. Tôi không hướng dẫn cái này đâu. Tự nghĩ tự làm. Gợi ý hai vòng for là được. Check một phần tử có trong mạng bao nhiêu lần. Hay đấy. Ý tưởng rất thực tiễn luôn. Ừ. Làm sao? Gợi ý thế rồi, gợi ý hai vòng là co rồi, đủ khả năng làm rồi.
chả nhìn cái mẹ gì cả, nó to lắm, nó không cộng đấy. Cái nhỏ hơn gì? chuyển biến vào trong, chuyển cái tham số vào trong này, lý chưa? Cái đấy nó bị giới hạn bởi cái phạm vi hoạt động của biến. Nó khác JavaScript, JavaScript là biến ở phía ngoài có thể được tồn tại ở trong hàm, nhưng ở trong PHP thì nó không được tồn tại. Muốn truyền vào chúng ta phải truyền vào trong tham số, hoặc là phải sử dụng cách một thủ thuật của PHP thì mới truyền được, không truyền được đâu. Thì cứ làm đi, sai nhiều vào thì mới khôn lên được. Tôi đợi đến 9:15 có thằng nào xong không? Phần hàm này phải nắm được.
Được. Nhanh lên thằng Nam làm đi. Nhìn nó làm gì. Không chạy cũng phải mần cho bằng chạy thôi. Không việc gì phải nhìn bố con thằng nào cả. Sau này đi làm cũng nhìn nó à. Không phải nhìn bố con thằng nào cả. Nhiều số miễn là ra được đã tính xong.
không nhỉ? Cho mặt vào nhà cho mặt không tạo mấy cái đây này tôi không chuyển đấy mà đây là định nghĩa hàm đúng không? Đúng chưa? Đây là em định nghĩa tham số của em chứ, em phải chuyển vào đây chứ, đúng không? Cho cái này trên đi, cho cái gì? Đó đâu? Em chuyển cái này xuống dưới hay là không biết ở dưới kia không? Đây là cái tham số nhá. Đây nha, tôi giải thích lại để đây này. Đây nhìn đây. Thì đây nha, các bạn để ý nè. Các bạn để ý nè. Thế này này. Người ta gọi đây là cái tham số. Đấy chưa? Ví dụ tôi gọi cái hàm tôi viết ở đoạn dưới này là cho anh chuyển vào đây một cái biến, đúng không? Một cái biến x, đô la x, thì cái x này nó phải là một cái biến đã tồn tại ở phía ngoài cái hàm này, được chưa? Sau đó thì ví dụ đây tôi chuyển vào đây arr, đúng không? Được chưa? Thì cái việc định nghĩa ra hàm đó, thì ở trong này tôi phải có một cái biến là biến Hưng, được chưa? Có một cái biến Hưng, cái tham số này để Hưng. Cái việc truyền giá trị từ cái việc gọi hàm vào trong cái hàm để chạy thì cái tên này và cái tên này thì không bắt buộc phải giống nhau, hiểu chưa? Cái tên này và cái tên này không bắt buộc giống nhau, miễn là nó trùng vị trí là được. Và thế lúc đấy ở trong cái hàm này thì chúng ta sử dụng cái tham số ở trên này, được chưa? Giống như cái hàm lúc nãy tôi code đây, các bạn để ý này, đây này, đây nhá. Hàm ở trong cái finding maximum là tôi để là ABC, đúng không? Đúng nhá. Ở đây tôi gọi cái hàm finding maximum nó là một cái giá trị, tôi chuyển vào đây là một ba cái giá trị, đúng không? Chứ chẳng liên quan gì đến cái tên này. Được chưa? Đây là cái tham số thì ứng với vị trí được truyền vào. Nó bằng cái vị trí được truyền vào đấy. Ở ngoài này thì chúng ta phải là giá trị ở phía ngoài để sử dụng. Xong chưa? Cái gì mà chúa?
chết luôn đấy. Bằng nghe là chết, bằng nghe là mất luôn. Tìm các số trùng nhau. Đoạn này khó đấy nhá, không dễ đâu nhá. Cứ ngồi mà nhờn nhờn. Chưa xong à? Văn xong chưa? Đấy. Nhìn kìa. Lẩu vãi trưởng. Rồi, chữa nào. Nào, đầu tiên tôi sẽ có cái biến ARR này. Tôi sẽ nhét 100 phần tử trong ARR này bằng vòng lặp for y bằng 0, y nhỏ hơn 100. Đúng chưa? Chúng ta có ARR S phần tử bằng random từ 1 đến 100. Này là được cái gì? Đây là chúng ta sẽ có 100 phần tử. Test và đam đô la ARR. Đúng chưa? 99. Từ 0 đến 99 là 100 đúng không? Đúng chưa? Rồi, ok, xong. Tôi cứ vứt cái này đấy. Để tí tôi echo những cái nó trùng nhau thì kiểm tra cho dễ, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một vòng, một cái biến hàm, một cái hàm function là check duplicate. Duplicate là bị trùng, được chưa? Đây là cái biến x của tôi đi, xong chưa? Và tôi gọi cái hàm này bằng cách là check duplicate, truyền cái biến arr vào. Và đến lúc này ở trong này cái x nó chính là cái ARR. Được chưa? Bây giờ mình làm gì? For y bằng 0, y nhỏ hơn cao của đô la x. Đúng chưa? X chính là cái mảng truyền vào đây này. X tương ứng với cái này. Sau đó chúng ta có gì? Có gì? For tiếp. Có gì? Gì nhỏ, gì bằng 0, gì nhỏ hơn lại cao của ARR, à của x. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có là đô la cao bằng 0 này. Chúng ta if nếu x ở phần tử thứ y bằng với x ở phần tử thứ z thì cao, cao gì? Cộng cộng. Được chưa? Và kết thúc cái vòng for này, tôi sẽ có thể hiển thị ra đây là echo phần tử đô la x ở vị trí thứ y bị trùng đô la cao lần. Đọc đi xem có hiểu không? Hiểu. Thế tại sao không làm được? Thì hai biến ARR random cho cùng này.
tươi. Được chưa? Rồi nha, xem bị trùng không? Ôi giời ơi, gì đây, lỗi rồi. Constant Z dọc 34. Đây, thiếu cái này. Đây. Úi giời, thiếu BR. Và ở đây chúng ta sẽ có if cao lớn hơn 1. Ở đây cao bằng 1 chứ. Cao bằng 1. Nếu cao lớn hơn 1 thì mới hiển thị cái echo này. Cái việc câu lệnh if ấy thì chúng ta ngay đằng sau nó chúng ta nếu mà chỉ chạy một câu lệnh thôi thì chúng ta không cần phải đóng mở ngoặc đâu nhá. Đóng mở ngoặc được, không đóng mở ngoặc cũng được. Số 63 bị trùng 5 lần. Copy này. 1 2 3 1. 1 nha. 2 nha. 3 này. 4 này. Sao lại có 4 lần? 1 nha. 2 này. 3 này, 4 này. Cái này thì phải 4 lần. Cái này Đúng rồi, cái này bằng cao trừ 1. Cái này phải bằng cao trừ 1. Đây cái này bằng 0. Cái này lớn hơn 0. Lớn hơn 0 là được rồi. À, lớn hơn 1 chứ. Đúng không? Lớn hơn 1. Đây trùng 3 lần. Phần tử 1. 1. 1 này, 2 này. 3 này. Chưa, 2 này. 3 này. Hết rồi đúng không? Phần tử 95 bị trùng 3 lần. 95. 1 này. 2 này. 3 này. Chính xác chưa? Đây tôi chỉ yêu cầu là hiển thị ra bao nhiêu lần bị trùng thôi, chứ không phải là loại bỏ những cái thằng đã trùng rồi. Để tính sau. Đúng chưa? Làm đi, check đi, copy đi. Tôi làm có chưa đến 5 phút. Bây giờ mới sang phút thứ 5 này. Cho tận 15 phút xong. Quá lở.
Xong chưa? Các anh em có chạy không? Hàm của Tú lúc đầu làm về cái gì? Lúc đầu em làm về hàm gì? Tại sao lại phải làm lằng ngoằng thế? Nam ấy làm hàm gì? Nãy hàm làm hàm gì? À rồi, ok. Bây giờ như sau. Làm tiếp bài khác. Vẫn là cái mảng 100 phần tử này. Được chưa? Lọc ra cho tôi hai mảng. Một mảng gồm toán số chẵn, một mảng gồm toán số lẻ. Từ cái mảng gốc kia. Nhanh lên, được chưa?
Xong nhớ rồi nhưng mà sao đây các bạn.
biến biến y làm nào trên cơ thể. Vậy y là số chẵn là như nào? Không phải là kia chưa cốt được dòng nào nhìn cái gì làm đi. Thằng này lên đây ngồi nhỉ, cho thằng Nam lên đây ngồi, không ngồi cạnh mấy thằng này, cứ ngồi nhìn chúng nó cũng giải quyết được vấn đề gì cả, không yêu gì nào thật lên đây ngồi, không nói nhiều, không có thật giả gì cả. Em làm trước đó luôn đấy. Ờ được. Thế tại sao lại cũng nhắm nó làm gì, yêu thương gì nhau, không có gì làm vấn đề khác cả. Được tìm số chẵn lớn nhất chẳng hạn. Mày làm sai bếp tè lè kìa. Em làm xong trước nó. Đấy chưa? Sai bếp tè lè. Ai làm đi nhìn gì? Không thà nào nhìn phép nhìn nhau được cả. Làm bài mình nhanh nhìn đồ. Hả? Chỉ cần sổ chắc thì chúng mẹ. Gì mà chỉ sổ chắc thôi à? Mày cứ làm sai như chúng nó. Tại sao lại là y? Tại sao lại là y? Y là số thứ tự. Phân tử thứ y cơ mà. Phân tử thứ y viết như nào? À, đấy đúng rồi, ở dưới đấy. Ừ. Ồ. Đang sửa nó sai. Không nhá. Ừ, bình tĩnh. Kệ nó, không chọn gì cả. Tí. Ừ. Tí vừa rồi là nó chọn những cái file sẽ được mặc định mở vào cái thằng này. Thấy chưa? Mình chẳng chọn nào. Không nhớ xong bài chưa? Xong. Thế nào? Tôi bảo tạo tính mạng các bạn. Thật chưa? Mới có một tháng sau và tôi ưng ý. Các bạn nhìn cái gì thằng kia? Giả đề tự nghĩ cách làm đi. Đừng có phụ thuộc một con nào cả. Mình mới giỏi được. Lại được thằng của nợ là cái cao, cái biến cao bằng mạng hay là cái gì? Ờ, biết cái biến có tên đi chứ. Tên có ý nghĩa vào, tên lại tên là cao. Biết tiếng Việt được. Rồi, một biến nữa. Một biến nữa là số bẻ à? Rồi, ok, rồi, trả nhá. Đây, nếu phần tử, đúng rồi. Phần tử x à không cái gì sau lại x to nên lấy bè rồi mảng x ở phần tử thứ y đúng không là số chẵn thì làm nào tính nhỉ, đúng rồi, chia cho ai, đúng rồi thì sao, nhét vào trong cái mảng số chẵn, nhét phần tử vào mảng làm nào, nhìn ở phía trên đi kìa. Đây không phải là nhét phần tử vào mảng không? Đúng không? Đúng rồi. Nào, áp đập bây giờ này. Sao nữa? Đóng mở hoặc vuông. Biến sát nào? Bằng cái giá trị.
giá trị x của phần tử đang được xét. Đúng rồi. L. Tắt tiếng kia đi. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà không phải số chẵn thì phải làm sao? Đúng rồi. Chính xác. Rồi, ra ngoài của con coi đấy. Và làm cái chẵn nghĩa lẻ chẳng đúng không? Và làm ra. Anh đọc bây giờ này. Rồi. Ta đọc thật là đúng không? Chẳng đúng chưa? Thiếu cái gì? Rồi, thì cô số bây giờ rồi đấy. Xuống dòng. Bây giờ rồi đấy. Khe à, bây giờ. Thằng này, mình muốn ăn đọc à? Nhâm. Nhâm cái gì mà nhâm? Sao? Ăn bát tiếp. Mỗi câu lệnh về về kết thúc làm gì? Sao nữa? Chưa xong. Và làm nốt cái số chẵn nha. Rồi, chạy đi xem nào. Được chưa? Vừa pha vừa vật. Gì mà trên dưới? Thằng của đạo kia ra đây tôi dẫn nó không mang theo bất kỳ cái gì cả. Nghe nhớ. Thằng Văn kia đây này, tôi dẫn thằng Dương. Nghe. Thằng Vy xong chưa? Đi hướng dẫn cái bọn ở dưới kia được. Thằng Đạt xong chưa? Xuống hành sang này thì tôi cho phép tôi đánh cho bọn. Đánh không mất tiền, đánh không mất phí luôn. Ngứa mắt là mặt. Đúng cái cổ này, đi mở phải chết. Đánh đến đây là đánh luôn, 2 tháng 6 đây luôn đúng không? Tiền chúng ta mượn xong rồi, không mặt không có nhân nghị gì cả. Làm được đấy ạ. Không có yêu cầu. Đây là cái yêu cầu của nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái hàng lúc đầu biết là gì?
Khi ấn tệ yêu cầu là gì? Đấy là hàm của tôi mà. Ở đâu hàm của tôi tính mắc đúng không? Hàm tâm làm cái gì? Đấy lúc đầu là gì? Cái hàm tự nghĩ lúc đầu là gì? Đại công trình. Rồi, ba về nhà. Viết hàm. Viết hàm. Viết hàm giải công trình bằng 2. Không, 1-4 chúng ta giết rồi. Được chưa? Ờ. Nhận tham số từ U là L. Cho em hỏi cái trên của em có đôi. Thank you.